các vận động viên chúng ta chú ý. Chú ý. 3 2 1 bắt đầu. Một trận đấu thật tuyệt vời cho những giây đầu tiên của cuộc đua xe đạp chậm. Hết sức cố gắng. Tăng đến chỗ còn thay tăng là tăng di chuyển, không được đứng tại chỗ, phải di chuyển một ít, một chút để không bị dừng lại một giây. Tiếp tục phải di chuyển chiếc xe không bị dừng lại. Rồi hồng đầu lùi ra nhất tới, nhất tới, nhất tới. Rồi bất kỳ kia phải tài văn rồi thứ tư. Do thầy Lâm, rồi từ, cứ để cho đây tiếp tục. Do thầy Lâm á, rồi tiếp tục. Di chuyển tới. Thầy Tăng dừng. Thầy Tăng coi là dừng nữa nha. Liên tục không dừng lại với thầy Tăng. Thầy Tăng Phạm Huy. Không cho dừng lại, có dừng giữa thầy Mày rồi chị. Rồi, người thứ hai. Thầy Thái là con tổ tiếng Anh. Với chị. Tự nhiên mà dừng lại là bắt đó nha. À, thầy Văn được 4 điểm. Thầy Tăng được 6 điểm. Di chuyển nha. Thầy Tăng được 10 điểm đây. Hai vận động viên đang ở sức cố gắng. Di chuyển. Đầu trà đời. Di chuyển. Em để nó tới là chị. Bây giờ để cho cái